Xin chào các bạn, hôm nay Điện Máy Hương Quyết sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc máy bơm tạo đài phun nước mini công suất là 25W, có đèn LED với 3 chế độ vòi phun. Đó là một hình nấm phun tạo mưa, 2 chế độ phun tạo mưa. Các bạn lưu ý là khi chúng ta lắp đặt, các bạn nhớ quấn cho mình cái băng tan hoặc là cao su non vào vị trí các mối nối để đảm bảo rằng là cái nước của chúng ta sẽ không bị rỉ, và các đầu nối các bạn có thể gắn keo hoặc là gắn băng dính để đảm bảo là nước không bị rò rỉ ra ngoài. Ngoài ra thì cái van khóa này của chúng ta phải để mở các bạn nhé, thì nước nó sẽ chảy lên trên, còn nếu khóa lại thì nước nó sẽ không chảy ra được. Đó. Cái đường này đường xả này các bạn, nếu mà nó mạnh quá các bạn có thể xả bớt ra. Và hôm nay mình sẽ test cho các bạn là xem chiếc máy 25W theo yêu cầu của khách hàng. Đó. Đây. Với chiều cao của 25W các bạn nhé, đây kèm đây chiều cao của máy nó khoảng là cả máy và cả phụ kiện nó khoảng 40 cm các bạn nhé. Đó, nếu mà chúng ta mà thấp quá thì các bạn có thể chế là tính máy của chúng ta nó đặt lên một cái vật gì đó nó cao lên. Còn nếu mà chúng ta cắt ống thì nối dài thì cái lượng nước của chúng ta mạnh, sức mạnh nước của chúng ta nó sẽ bị giảm đi. Và hôm nay tôi sẽ test cho các bạn cái máy với cái chậu đường kính nước là khoảng 56 cm và chế độ là phun hình nấm với đèn này các bạn chống nước, các bạn hoàn toàn yên tâm nhé, đèn nó không vào, không thể vào nước được đâu các bạn nhé. Đây là chế độ nó phun hình nấm này. Đó. Bởi vì tôi đang để chế độ mặc định, nó các bạn có thể xoay đây để điều chỉnh cái khe hở này theo ý muốn, tức là càng hở nhiều thì đường kính của nó sẽ càng thu về. Đây tôi sẽ điều chỉnh lại rồi. Đấy. Đây đường kính này. Còn nếu chúng ta ép nó vào thì đường kính nó sẽ mạnh, nó to ra. Đó, đây. Đó, đây. Đó. Nói chung là càng ép vào thì chúng tôi là 56 cm cái chậu này. Đó, đây các bạn nhìn này, phun nước đây. Tất nhiên là vào buổi đêm là nó sẽ đẹp hơn. Đó. Các bạn ép vào nhé, càng ép vào sâu thì đường kính của chúng ta sẽ càng to ra.